Xin chào tất cả các xin chào cô Vũ, chào tất cả các anh chị trên Zoom, các anh chị dược sĩ bác sĩ ở trên Zoom của mình ha. Thì mình tên là Trang, Trang tên đầy đủ là Huỳnh Thị Trang. Trang hiện giờ là thành viên của ban giảng huấn Media Online Việt Nam. Thì hôm nay rất là vinh hạnh mình được chia sẻ với các bạn về những cái ứng dụng của cái những cái sản phẩm công nghệ cao vào trong những cái liệu trình của Media Online. Trong hệ thống của chúng tôi thì chúng tôi không có giới thiệu sản phẩm, mà chúng tôi sẽ giới thiệu các liệu trình và sẽ sử dụng những cái sản phẩm mà nó có chất lượng cao vào trong những cái liệu trình đó, nhằm hỗ trợ cho cái người bệnh nhân hoặc là người khách hàng có một cái sức khỏe tốt, tức là mình sẽ nuôi dưỡng, nâng cái thể trạng của người bệnh lên. Và với cái mục đích đó thì chúng tôi sẽ hỗ trợ họ để họ có thể tự nhiên là có kết quả tốt trong cái liệu trình của mình. Thì có rất nhiều liệu trình được sử dụng cái sản phẩm của Philip, bởi vì nó có những cái đặc tính khá là đặc biệt. Thì hôm nay thì Trang sẽ chia sẻ với các anh chị về một cái liệu trình mà mọi người rất là quan tâm, đó là cái liệu trình giảm cân. Mời các anh chị xem trên cái xe nha. Đợi cho chút xíu, hồi nãy phải tắt hết để mà làm lại, cho nên chưa mở lại. Đợi chút xíu ạ. Có thể cho Trang cái quyền host không ạ? Host ơi, cho mình cái quyền co host để mình có thể chia màn hình, sẽ chia sẻ màn hình. Ok, cảm ơn. Vinh ơi, Vinh tắt thiết bị IC của em ấy. Rồi, mọi người nhìn thấy đúng không ạ? Nhìn thấy thôi ạ. Và đây là một trong những cái liệu trình mà chúng tôi áp dụng rất là thành công trong hệ thống Media Online. Thì đương nhiên không phải là chỉ sử dụng Vili mà có thể giảm cân các anh chị, nhưng mà mình áp dụng trong những cái giai đoạn của giảm cân. Ví dụ như liệu trình giảm cân thì chúng tôi được học là mình sẽ có những cái nguyên tắc ở trong cái liệu trình này. Và khi mình áp dụng những nguyên tắc thì trong từng giai đoạn chúng tôi sẽ sử dụng Vili với những cái mục đích khác nhau. Thì đây là cái nguyên tắc mà chúng tôi thường áp dụng, đó là nguyên tắc bỏ đói cơ thể. Nguyên tắc bỏ đói cơ thể thì trong cái liệu trình giảm cân tôi có 5 nguyên tắc. Thì trong 5 nguyên tắc này thì nguyên tắc nào cũng cần thiết và rất là quan trọng. Và trong cái nguyên tắc thứ tư á, thì mình sẽ áp dụng cái sản phẩm này như thế nào. Mời các anh chị xem ha, bởi vì nó cũng khá là thú vị. Bởi vì trong cái nguyên tắc bỏ đói thì các anh chị biết là khi nghe nói bỏ đói thì người ta chắc chắn người ta sẽ nghĩ rằng là mình năng lượng đầu vào nó sẽ thấp hơn năng lượng đầu ra, đúng không ạ? Có nghĩa rằng là sẽ ăn ít đi, ăn ít đi, hoặc là có người còn nghĩ rằng có thể là phải nhịn ăn nữa cơ, đúng không ạ? Thì nhưng mà trong cái nguyên tắc này thì chúng tôi đã được học Media Online có những cái khóa học, các anh chị, những khóa học mà hướng dẫn cho mọi người về tất cả những cái nguyên tắc hay là các cái giai đoạn trong về mặt lý thuyết, và sau đó mình sẽ được thực hành. Thì trong cái lý thuyết này thì chúng ta được học rằng khi mà mình để cho người ta giảm cân á, thì không phải là mình bắt người ta phải nhịn ăn, mà chúng tôi vẫn cho ăn, tức là mình vẫn ăn, nhưng mà ăn như thế nào để cho cái năng lượng đầu vào nó thấp hơn, và nó thấp hơn không phải là rất là thấp mà vẫn thấp ở một cái mức độ vừa phải, mức độ nào đó mà mình vẫn có thể kiểm soát được và người ta không có bị mệt đó. Thì còn cái năng lượng đầu ra, ai cũng biết rằng phải tăng cái năng lượng đầu ra, nhưng mà thường thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là năng lượng đầu ra là gì, nó là tập thể dục, đúng không ạ? Là vận động. Nhưng mà thật ra cái quá trình để chúng ta đưa, có thể gọi là tăng cái năng lượng đầu ra,
nó không đơn giản để chỉ là tập thể dục, mà nó có rất là nhiều, có rất là nhiều những cái việc có thể làm cho cái năng lượng đầu ra nó to ra. À, nhưng mà nếu mình không có học thì mình cũng không có biết đấy anh chị. Mình không học thì mình chỉ biết là chỉ có tập thể dục thôi. Nhưng mà mình học để mình biết rằng là à, tiêu hóa nè, tuần hoàn nè, bài tiết nè, thậm chí cái suy nghĩ của mình nó cũng phải cần cái năng lượng nữa, đúng không? Và tất cả những cái yếu tố đó nó sẽ giúp cho, nó sẽ, nếu mà mình biết cách để kích hoạt cho những cái phần này nó tăng lên thì cái năng lượng đầu ra nó sẽ tăng lên. Và cái đó chúng ta gọi là trao đổi chất, có nghĩa là quá trình trao đổi chất nó sẽ được tăng lên, từ đó nó sẽ giúp cho cái năng lượng đầu ra nó tăng lên. Và khi cái cán cân này nó chênh lệch như vậy thì lúc này cơ thể của mình sẽ làm gì? Cơ thể của mình nó sẽ không có năng lượng nào vào, nhưng mà nó vẫn phải sử dụng, nó vẫn phải sử dụng những cái năng lượng khác, những cái năng lượng để mà đốt cháy nè, để mà tiêu hóa nè. Chúng ta hít thở cũng cần năng lượng, đúng không? À, chúng ta trong lúc mình suy nghĩ nè thì máu nó vẫn lưu thông ha, và dạ dày vẫn làm việc, và tất cả những điều đó nó làm rã rít mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giây, và chính cái đó nó sẽ được tiêu hao rất là nhiều năng lượng. Và khi mà, và khi như vậy đó thì chúng ta sẽ làm, và lúc đó thì cơ thể của mình không có cái gì để nó ăn vào hết, thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ bắt đầu nó lấy mỡ, những cái đồ tích trữ ở trong cơ thể của mình ra là để đốt, để sử dụng. Và đó chính là cái nguyên tắc của mình. Nghe thì nó rất đơn giản, nhưng để mình áp dụng thế nào, để chúng ta có thể ở giai đoạn nào mình có thể sử dụng cái gì để cho nó đốt cháy, thì trong cái giai đoạn mà mình ứng dụng nè các anh chị, mình sẽ làm gì? Thì mình sẽ tăng cường cái chỉ lệ trao đổi chất lên. Các anh chị biết rằng cơ thể của mình nó đốt cháy liên tục như nãy Trang nói đó, thì các cái tỷ lệ trao đổi chất khi nó tăng lên thì nó sẽ giúp cho cái chức năng sống cơ bản của mình nó sẽ tăng lên. Các anh chị biết rằng là khi mình tập thể dục ầm 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 vậy đó, nhưng mà thật ra cái năng lượng mình đốt cháy á, tổng năng lượng mà mình đốt cháy trong một ngày nó chỉ chiếm khoảng chừng 20-30% mà thôi, cái lượng calo thôi. Còn cái mà nhiều thao tốn nhiều nhất lại chính là cái thứ mà chúng ta rã rít hàng ngày. Cô Vũ á, khi mà dạy chúng tôi thì có một cái ví dụ mà thấy rất là dễ hình dung, rất là hay. Đó là các anh chị hình dung mình có một cái phi nước, mà nếu như mà mình đổ nó một cái ào á, thì mình phải múc ra rất là nhiều lần nó mới ra hết được một cái phi nước. Nhưng mà khi mà nó bị lủng một cái lỗ và nó sẽ chảy từ từ, thì các anh chị biết là chỉ còn một đêm là nó sẽ chảy hết cái thùng phi nước, đúng không ạ? Thì cái này cũng y như vậy. Cái lượng năng lượng mà nó giúp cho chúng ta hô hấp, tiêu hóa, tuần hoàn nó không có cao ở cùng ở trong một phút giây, nhưng nó cứ kéo dài mà nó cứ rỉ rả như vậy suốt 24 giờ trong ngày. Và điều đó nó lại chiếm cái năng lượng, nó đốt cháy cái năng lượng của chúng ta lên tới 70-80%. Và đó chính là cái mà chúng ta cần phải nâng cao lên. Và các bạn biết rằng cái chỉ số này càng cao thì cơ thể của mình nó sẽ tự đốt mỡ càng mạnh. Đó. Và việc của chúng ta là gì? Việc của mình là mình hiểu được cái cơ thể. Cái hay của chương trình là của chương trình giảm cân, cái liệu trình giảm cân của bên Medline là giúp cho mình hiểu được cơ thể của mình, biết được cái lúc nào cơ thể của mình nó cần phải tan cái mỡ cứng đi, rồi có nãy ra được mỡ lỏng, là mình sẽ ép để cho nó được đốt cháy đó anh chị. Thì đây là một vài cái công thức để mình có thể biết được những cái chỉ số trao đổi chất này như thế nào. Thật ra học những cái này thì tôi học rất là nhiều kiến thức, đó rất là nhiều. Hôm nay mình chỉ đưa ra một số để các bạn xem thôi. À, các bạn có thể nghiên cứu và có thể tham gia vào một cái liệu trình học cái từ này nha. À, các bạn thấy, để cho các bạn thấy ra, đối với một cái người á, mà họ có cùng một cân nặng, thì người nào có nhiều cơ bắp thì họ sẽ tiêu thụ năng lượng cao hơn người có nhiều mỡ. Cho nên chúng ta sẽ rất là dễ hiểu tại sao những người có nhiều mỡ thì cái chỉ số của họ thấp, đúng không ạ? Và chúng ta còn có rất nhiều những cái chỉ số nữa các anh chị. Chỉ số TDEE, chỉ số TDEF, chỉ số TDEE. Những cái chỉ số này khi mà mình hiểu được hết những cái hiệu ứng sinh nhiệt của thực phẩm, mình hiểu những cái hiệu ứng sinh nhiệt khi mình tập thể dục, thì khi này mình hiểu tại sao ở cái giai đoạn đó mình không có được tập thể dục nhiều, mà mình chỉ tập nhẹ nhàng thôi. Có những giai đoạn mình phải tăng cường cái sự hoạt động lên đó, và để mình nó phù hợp với cái giai đoạn giảm cân. Thì cái tốc độ trao đổi chất đó nó cũng thay đổi theo, nó không chỉ là thay đổi theo cái giới tính,
mà tuổi tác, chiều cao và cân nặng nó cũng thay đổi. Và cái việc của mình là mình phải học tất cả những điều này để mình có thể áp dụng một cách linh hoạt cho cái người khách của mình, bởi vì không phải ai cũng sẽ có giống nhau cái BMR, đúng không ạ? Và không phải ai cũng có một cái thói quen ăn uống hay là thói quen sinh hoạt giống nhau. Cho nên cái việc đó, một trong những nguyên tắc đầu tiên là tôi phải tìm hiểu về cái người khách hàng rất là nhiều. Cho nên nó đưa vào cái nguyên tắc đầu tiên là như vậy. Mình đang nói về cái nguyên tắc thứ tư ha. Thì Trang nói tiếp, để mình tăng cái tốc độ đồ ra là mình phải tăng cái tốc độ trao đổi chất. Thì mình phải làm gì? Mình phải ăn nhiều chất xơ này. Mình phải ăn đủ protein và chất béo. Tại sao? Khi mình ăn nhiều chất xơ thì các chị mình cũng đã có rất là nhiều cái Zoom nói về chất xơ rồi. Nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta về cái việc là hòa tan những cholesterol ha, ở trong cái muối mật này. Xong rồi sẽ giúp cho chúng ta làm sạch tất cả những cái chất dư thừa ở trong cơ thể, đúng không? Rồi cần phải ăn đủ protein và chất béo tốt. Tại sao phải cần ăn đủ protein? Tại vì nếu như mình ăn đủ protein thì nó sẽ làm tăng lên một cái hormone đó là làm cho mình giảm thèm ăn. Hay lắm rồi. Nên mình học được mình sẽ có nhiều thứ, và khi mình ngủ ngon và ngủ đủ giấc thì nó sẽ làm cân bằng hai cái hormone đó là leptin và nephrin. Và khi cái sự cân bằng này xảy ra thì nó sẽ giúp cho chúng ta là không có thèm ăn nữa. Đó. Hoặc là cái cơ thể của mình nó sẽ báo đói đúng lúc. Tại vì khi mà hai cái hormone này nó không có cân bằng đó anh chị, người ta nghiên cứu thấy rằng khi có sự mất cân bằng giữa hai cái nội tiết tố này, hai cái hormone này, thì cơ thể của mình nó sẽ báo đói một cái sai. Nhiều khi là cơ thể mình nó vẫn còn đồ ăn, nó vẫn còn những cái thứ ở trong năng lượng vẫn còn trong cơ thể, nhưng mà nó vẫn bắt mình phải ăn. Cho nên anh chị thấy là có những người đó, họ rất là muốn giảm cân nhưng mà họ không thể nào ngừng lại cái việc ăn của họ. Và đó là bởi vì họ mất cân bằng của hai cái hormone này. Cho nên cái việc mà mình phải khuyên họ là phải ngủ đủ giấc và ngủ đủ sâu để cho những cái hormone chuyển hóa tăng trưởng á, nó được tăng, nó mới được sinh ra và cái hormone này nó mới được cân bằng. Nó có rất là nhiều những yếu tố nó nhỏ nhỏ như vậy, nhưng nếu mà mình không học thì mình không biết đó anh chị. Rồi mình phải uống đủ nước ha, rồi mình tại sao phải uống đủ nước? Bởi vì lúc này những cái quá trình trao đổi chất nó được tăng lên, thế là mình phải dùng nhiều nước đó. Rồi những cái vấn đề tập thể dục đương nhiên nó cần, nhưng mà phải tập như thế nào? Các anh chị sẽ coi những cái bài thể dục y học của Medline hướng dẫn để các bạn sẽ thấy rằng là mình sẽ học tập tăng cường vận động như bằng cách nào. Bởi vì các bạn biết là nó chỉ có 20% thôi, nhưng mà 20% đó mình sẽ maximize nó để cho nó sẽ có một cái hiệu ứng tốt nhất trong cái việc, trong cái hiệu ứng sinh nhiệt mà chúng tôi gọi nó là HIIT. Thì và khi mà sử dụng cái những cái sản phẩm để mà hỗ trợ trong cái nguyên tắc thứ tư này nè, thì các bạn biết là trong những cái giai đoạn mà phải cơ thể mình sẽ không có được ăn nhiều như vậy đó, thì mình vẫn cần một cái năng lượng. Thì cái năng lượng đó mình sẽ đưa vào từ đâu? Mình sẽ lựa chọn những cái sản phẩm mà nó phải cung cấp cái năng lượng cao và nhanh, nhưng mà nó sẽ không có làm tức là nó không phải là những cái dạng năng lượng rỗng, mà nó vẫn giúp cho cơ thể của mình nó được khỏe thôi. Nó đưa cho mình những cái dưỡng chất nè, những cái oxy đó. Thì chúng tôi lựa chọn bộ sản phẩm này để hỗ trợ, đặc biệt là VOC. Khi mà các cái người giảm cân họ dùng trong cái giai đoạn này thì họ ăn ít đi nhưng mà họ vẫn cảm thấy khỏe, vẫn có thể chịu đựng được để có thể qua được cái giai đoạn này. Rồi có những cái giai đoạn thì chúng tôi sẽ cho họ sử dụng Vitrition hoặc là Vineral. Nó tùy theo cái giai đoạn đó chị nha. Và đây là cái giai đoạn mà mình sẽ sử dụng sản phẩm này nè. Sản phẩm này nó còn có một cái lợi ích nữa là nó có tăng cường thêm cái quá trình trao đổi chất mà nãy Trang có nói các bạn ha. Bởi vì caffeine có thể làm tăng cái quá trình trao đổi chất lên tới 11% và đốt cháy được chất béo tới 13%. Và đó cũng là một cái sự lựa chọn, một trong những cái yếu tố giúp cho Medline lựa chọn cái sản phẩm này, bởi vì nó được chiết xuất. Cái caffeine đó được lấy ra từ cái chiết xuất guarana. Cái hạt guarana nó chứa rất là nhiều hoạt tính, hoạt chất có đặc tính oxy hóa nữa. Tức là ngoài caffeine nó còn có những có tannin, có saponin, catechin, cũng là những cái chất rất là đặc biệt. Và đặc biệt là cái hàm lượng caffeine trong guarana nó lại cao tới 4-6 lần so với hạt cà phê.
và mà nó lại phóng thích chậm, cho nên những cái hiệu ứng nó kéo dài. Nên các bạn sẽ thấy rằng khi chúng tôi dùng trong những cái người mà giảm cân á, thì họ cảm thấy khỏe khoắn và thoải mái từ sáng cho tới chiều, mặc dù là cái lượng ăn của họ đã được giảm rất là nhiều trong cái giai đoạn mà đói cơ thể. Và khi mình sử dụng kết hợp với sản phẩm thì chúng tôi cũng có nhìn thấy những cái hiệu ứng song song của dioxin, tức là cái chiết xuất này với caffeine ở bên trong, nó sẽ tăng được cái độ nhạy của cái enzyme lipase để làm giảm cái thứ tế bào mỡ và hỗ trợ giảm cân. Thì ngoài ra thì mình cũng ứng dụng vitrition để mà sử dụng những cái chất xơ ở bên trong các anh chị. Vitrition nó có những chất xơ hòa tan và không hòa tan kết hợp, thì mình cũng sử dụng trong cái chương trình này vào cái giai đoạn mà giúp cho cơ thể của mình uống cái vitrition vào á. Thường thì chúng tôi sẽ hướng dẫn là người giảm cân họ sẽ uống trước bữa ăn, và khi uống trước bữa ăn như vậy thì những cái lượng chất xơ không hòa tan nó sẽ trương nở ra, và các bạn lưu ý là phải uống với nhiều nước thì và phải uống ngay, mình không có được để lâu, mình để lâu là nó trương nở ở ngoài hết. Các bạn vừa pha xong các bạn phải uống ngay, và khi mình uống vào thì nó sẽ trương nở và nó sẽ làm cho cái dạ dày của mình nó sẽ cảm giác no, nó cảm giác no. Và lúc này no nhưng mà không có phải là không có năng lượng ha, no và chúng ta và họ có cảm thấy là, và sau đó thì cái bữa ăn nó có ít một chút họ vẫn có thể chấp nhận được. Và cho nên cái vitrition khi mình dùng cho người giảm cân thì các bạn phải dùng trước bữa ăn ha. Đó. Rồi khi mà mình áp dụng các giai đoạn trong cái liệu trình giảm cân của Median Life thì có những cái ứng dụng thực tế và đã có những kết quả rất là tốt như sau. Đây là một trong những cái hình ảnh mà chúng tôi vẫn thường làm, tức là sau khi học xong thì chúng ta có những cái chương trình thực hành. Và khi thực hành thì các anh chị nhìn thấy đó, có những kết quả rất là nhìn rất là đáng kể đúng không? Và đặc biệt là với anh này, anh không giảm nhiều các anh chị, giảm chỉ có 4,4 kg thôi. Nhưng mà anh là một cái người có tiền sử là huyết áp. Cho nên là khi mà anh sử dụng, đặc biệt là anh sử dụng cái bộ Vili trong cái chương trình liệu trình giảm cân này, thì có những kết quả là giảm được những cái tiến triển của biến chứng và đường huyết, chỉ số huyết áp của anh đã ổn định. Và đây cũng là một cái trường hợp nữa của bạn, đây là bạn Tuấn Linh, bạn giảm được 5,3 kg. Anh chị nhìn ha, nhìn một cái người giảm á, các bạn đừng có nhìn ở đâu đó, nhìn ngay cái phần này nè, đó ngay cái phần eo này nè, và các bạn nhìn không, cái vitrition của mình nó cũng có một cái hay nữa các anh chị, đó là nó có cái tế bào gốc táo, cho nên nó làm cho cái da của họ nó sẽ đẹp hơn so với lúc ban đầu. Các bạn nhìn ha, và đặc biệt là khi mà mình giảm, mình có nhiều mỡ đó, thì trong những cái tế bào mỡ thừa đó, nó làm cho tăng cái phản ứng viêm và nó tạo ra rất là nhiều gốc tự do, và điều này nó làm cái da của mình nó rất là xấu. Và khi mình giải quyết được mỡ thừa, mình sử dụng thêm những sản phẩm chất lượng cao thì da dễ sẽ đẹp hơn, nhưng không phải giảm cân mà xấu đi nha. Và đây là bạn Thanh Thúy, bạn này bên hệ thống VCA thì bạn đã giảm được 6 kg. Các bạn nhìn ha, hồi xưa là mập quá không có dám mà chụp mà hở nhiều đâu, bây giờ thì ok rồi. Và đây là bạn Trương Ngọc Tú, bạn này lúc thời điểm mới đến với chị Ngọc Trinh thì như thế này, và bạn không nghĩ rằng sau một thời gian là bạn có thể tập tất cả những cái tư thế yoga mà bạn thích thú, mà bạn yêu thích, và bây giờ bạn cũng đã là một trong những người cùng đồng hành với chúng tôi để giảm cân như những người khác. Sau khi học xong là bây giờ là đi giảm cân như người khác luôn, rất là thú vị. Và đây là một người đàn ông nữa, và cũng là người kết thúc cái slide của Trang. Một người vợ làm trong hệ thống Maiden Life đã giảm cân trong ông xã của mình. Và các bạn biết không, thời gian đầu thì giảm ít, thời gian sau giảm thêm một ít nữa, và cuối cùng là giảm gần 10 kg. Các bạn thấy không? Và anh này càng ngày càng đẹp trai hơn đúng không? Thì các bạn biết không, khi mà mình sử dụng
Và không chỉ là chúng tôi chỉ áp dụng những cái chương trình, cái nguyên tắc bỏ đói cơ thể này trong cái giảm cân, mà ngay ngày mai chúng tôi sẽ, và tức là trong tuần sau này chúng tôi sẽ tiếp tục cái nguyên tắc này ngay trong cái chương trình thanh lọc của Made Online mà các anh chị cũng đang có những người cũng đang bắt đầu tham gia vào thực hành đó. Thì đó là cái ứng dụng của Vili đối với hệ thống Made Online trong liệu trình giảm cân mà Trang chia sẻ với mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Vâng.